Nếu cầm $10 ở Mỹ, bạn sẽ làm được những gì? Mua được album Mi của Jisoo không? Không nha, hôm bữa tôi mua album Mi của Jisoo phiên bản màu đỏ này là $26 lận á mấy bà. Ăn một bữa gà rán được không? Được chứ, nếu bạn đến Popeyes vào mỗi thứ ba, sẽ có các chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn như thế này. Vậy thì mua album Face của Jimin có được không? Không nha, album Face của Jimin phiên bản màu xám này hôm nọ tôi mua ở Target với giá là $22 đó. Vậy $10 thì có đi ăn lẩu khoa bớt được không ta? Không nha, hôm bữa tôi đi ăn lẩu khoa bớt á thì hết khoảng $32 một người. Vậy $10 có đủ uống trà sữa ở Mỹ không? Trời ơi, tưởng cái gì chứ trà sữa thì dư sức, vì trà sữa ở đây có giá là từ $3, $4, $5 thôi. Rồi tùy bạn có muốn thêm trân châu hay là topping gì nữa thì giá cứ vậy mà tăng lên nha. Ủa vậy còn nếu muốn đi ăn đồ Việt Nam á thì giá cả như thế nào ha? Đây, để mình mở một cái menu ra cho mọi người xem giá cả của những đồ ăn thức uống trong một nhà hàng Việt Nam tại Mỹ sẽ như thế nào nha. Ở đây thì thực đơn cực kỳ phong phú luôn, bạn thèm bất kỳ một món Việt Nam nào thì cũng sẵn sàng phục vụ bạn hết. Hôm bữa mình ăn tô bún mắm full topping này có giá là $13.50, sau tip nữa thì khoảng 16-17 đồng một tô á mọi người. Nhìn hấp dẫn không, mà lem không, không có thiếu cái gì luôn á nha. Ủa thầy Beo, vậy $10 ở Mỹ có uống cà phê được không? U là trời, một cái ly cà phê như vậy ở trạm dừng chân á chỉ có giá là $2.15 thôi, có đầy đủ nguyên vật liệu luôn, bạn có thể tự pha theo công thức riêng của bạn, dở tự chịu nha. Còn nếu bạn là fan của Starbucks thì chắc chắn qua Mỹ sẽ là thiên đường của bạn rồi, vì cứ cách vài bước chân là sẽ có một tiệm Starbucks, ngay cả ở trong trường học cũng có luôn. Giá Starbucks ở Mỹ cũng không khác ở Việt Nam là mấy đâu mấy bà. Cho hỏi có ai là fan của các thể loại bình Starbucks như vậy không ta? Tôi. Ủa vậy $10 ở Mỹ thì có ăn kem được không thầy Béo? Được chứ sao không? Hôm qua tôi mới đi ăn kem nè. Một cái phần kem trộn gồm 3 viên như vậy với các thể loại topping khác nhau thì có giá là $10 nha mấy bà. Đó, phần vậy là ăn được 3-4 người luôn á nha. Ủa vậy cầm $10 có đi làm nail được không? Tất nhiên là không rồi. Làm một bộ nail sương sương ở đây thì cũng mấy chục đồng một lần rồi á nha. Ủa vậy với $10 trên tay thì mua được những loại trái cây gì ở Mỹ ta? Xời, nhiều lắm. Một trái thơm Hawaii như vậy thì có giá là $3 nè. Một trái bưởi như vậy là $5. Một trái xoài Mexico như vậy thì có giá là $2. Ủa, vậy thì mít ở Mỹ có mắc không ta? Ở Việt Nam á thì tính ký, nhưng mà bên Mỹ thì người ta tính bằng pound. Một pound á thì bằng 0.454 ký. Như vậy tính ra thì một ký mít ở Mỹ á là khoảng $1.5. Còn một ký dưa leo ở Mỹ á là $2.8. Còn dưa hấu loại này á thì gần $8 một ký nha mấy bà. Thanh long loại này thì gần $9 một ký. Sầu riêng này thì bằng y chang giá với thanh long luôn, gần $9 một ký. Nhưng mà chùm cuối măng cụt mới là mắc nhất nè, $22 một ký. Mà thầy Béo ơi, nghe đồn là ở Mỹ có nhiều bảo tàng lắm, vậy thì đi bảo tàng có tốn tiền không? Cái này thì còn tùy thuộc vào bạn đi bảo tàng nào nữa. Hôm qua thì mình đi bảo tàng là Houston Museum of Natural Science. Giá vé bình thường của bảo tàng này là $25 một người. Nhưng nếu bạn đi tới bảo tàng vào ngày thứ năm trong khung giờ từ 2 giờ đến 5 giờ chiều thì bạn sẽ được miễn phí đó. Ủa mà bây giờ lỡ tôi còn đúng $10 trong tay để xài một ngày ở Mỹ luôn á thì tôi nên đi đâu? Thì tôi sẽ dẫn mấy bà đi dạo một vòng quanh cửa hàng 24 giờ ở Mỹ xem là giá cả như thế nào so với Việt Nam nha. Rẻ nhất thì tôi thấy có nước suối là $1.29 nè. Các loại bim bim và snack thì có giá từ khoảng $2.50. Tôi tia được mấy cái bịch ăn vặt này có giá khoảng từ 69 cent cho tới $1.69 cho tới $2 cũng có luôn nè. Các loại cà phê và nước uống tự pha ở quầy thì có giá từ khoảng $1.89 cho tới $2 mấy. Một hộp kem Ben & Jerry's huyền thoại của nước Mỹ thì có giá từ khoảng $6 mấy cho tới $7 mấy. Tôi đã lia thấy chân ái của mấy bà rồi. Mì tôm á thì có giá từ khoảng $1.99 cho tới $2.99. Vậy đố mọi người, ở đây người ta bán cái gì mà có giá là $1 với $1.99 nè?